Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mai Trang, học sinh trường trung học cơ sở Thanh Trạch. Mình rất thích đọc sách, bởi vì khi đọc sách mình cảm thấy rất vui vẻ và học được nhiều câu chuyện bổ ích. Mình vừa đọc một quyển sách rất hay, đó là Nhân giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Quyển sách này có tên là Kỹ năng giao tiếp, gồm 183 trang và gồm 7 phần. Trong câu chuyện này thì mình tâm đắc nhất là câu chuyện Cậu bé vay tiền. Cậu bé trong câu chuyện này tên là Dũng, được mẹ giao tiền đi mua thuốc, nhưng không may cậu đã rơi mất tiền. Cậu do dự một chút rồi đến gặp một người đàn ông và nói: "Chú ơi, chú có thể cho cháu vay 30.000 được không ạ?" Người đàn ông lúc này rất bất ngờ: "Cháu đã mời mua thuốc cho mẹ nhưng không may làm rơi mất tiền rồi ạ." Người đàn ông thầm nghĩ, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu bé chắc vừa không nhiều lắm đấy, không do dự một chút nào mà liền bỏ ví ra và tìm đến tay của cậu bé. "Cháu tên là Dũng, nhất định những ngày này cháu sẽ trả tiền cho chú ạ." Cậu bé nói xong liền đặt nặng bảo người đàn ông bỏ lại số điện thoại và lao đi trong cơn mưa. Cậu bé này đi mua thuốc thật ư? Không phải đi mua trò chơi điện tử đấy chứ? Người đàn ông bán tin bán nghi rồi tò mò đi theo cậu bé. 1, 2, 3 đến vào thuốc thứ tư, người đàn ông nhìn thấy cậu bé người ở trên chỗ ngồi đang được đọc về thuốc tây. Cô bảo hà đang cần hỏi: "Cháu bé ơi, sao cháu không đi tránh mưa đi đã? Còn thế này, lỡ uống thì sao?" "Không sao đâu cô ạ, mẹ cháu đang ốm nặng, cho cháu một thuốc mê man." Sau đó, cô bé lao đi trong màn mưa. Người đó không nghĩ, chẳng đúng là một cô bé ngoan, đồ mình đã nghĩ ăn cho nó. Sau khi tìm được đáp án cho câu hỏi của mình, thì người đàn ông cũng dường như quên mất chuyện này. Mấy hôm sau, người đàn ông đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Dũng, nói đã đến hẹn phải trả tiền. Dũng nhờ mẹ chuyển hẹn người đàn ông 1-2 ngày nữa sẽ đã đủ tiền. Mẹ Dũng còn nói thêm: "Dũng nói tiền đó là mất, nó sẽ tự kiếm lại, việc không lấy của nhà. Mấy hôm nay tối nào nó cũng ra ngoài đi bắt cá với người ta. Hôm qua nó còn khoe với tôi: 'Mẹ ơi, con kiếm được 20.000 rồi ạ.' Nhất định khi nào đủ 30.000 con sẽ trả cho chú." Những lời mẹ Dũng nói khiến tôi vô cùng xúc động và thầm nghĩ: Dũng còn bé như vậy mà đã biết tự chữ in. Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió nhẹ nhẹ, Dũng đến trước mặt người đàn ông: "Chú ơi, đây là 30.000 của chú ạ." "Chú đã nói với mẹ cháu rồi, tiền không cần trả nữa, cháu cứ giữ lấy làm kỷ niệm đi." Người đàn ông thật lòng từ chối: "Như vậy sao được ạ? Bố cháu thường dạy, nói lời và giữ lấy lời. Số tiền này chú cứ nhận đi ạ." Cậu bé nhét tiền vào túi áo của người đàn ông và còn nhét thêm một mịt đầy cả vào tay người đàn ông, nói tạm biệt rồi chạy mất đi. Nhìn theo vào bóng chân mất của người đàn ông, người đàn ông nghĩ đúng thật là một cậu bé để giữ lời hứa. Các bạn có thấy câu chuyện mình vừa kể có hay không ạ? Các bạn có thấy Dũng đã có một cách xử lý vô cùng thông minh và hợp lý không? Cậu bé đã bị giải quyết khó khăn trước mắt bằng việc mượn tiền để mua kịp thuốc cho mẹ uống. Số tiền đấy cậu đã lỡ đánh rơi, cậu không xin lại vì cậu ý thức rằng đó là trách nhiệm của mình phải tự giải quyết. Bằng việc chăm chỉ, siêng năng, tối nào cũng đi bắt cá, cậu đã tiết kiệm được đủ số tiền để trả cho bác như đúng lời hẹn. Câu chuyện trên khiến tôi vô cùng xúc động và cứ nhớ mãi màu ảnh cậu bé chạy đi trong màn mưa, đứng trước quầy thuốc tây để đợi mua thuốc cho mẹ uống. Và tôi còn khâm phục một cậu bé can đảm, bản lĩnh, tự đứng ra chịu trách nhiệm của mình về việc của mình đã làm ra. Như câu chuyện mình vừa giới thiệu kỹ năng sống dành cho học sinh, thì mình cũng nhận ra được một kỹ năng, đó là kỹ năng quản lý tài chính. Đây là một kỹ năng rất mới mẻ ở học sinh của Việt Nam, nhưng trong khi đã rất phổ biến ở trên thế giới. Đây là kỹ năng quan trọng giúp học sinh có thể tự giải quyết một số vấn đề về tiền bạc, chính trị cá nhân. Và như bạn Dũng đã làm trên câu chuyện, các bạn có thấy đọc sách vô cùng bổ ích không ạ? Đọc sách đã mở ra cho chúng ta nhiều câu chuyện, nhiều bài học làm người và những câu kỹ năng sống dành cho một học sinh. Vậy mình và các bạn cùng đọc sách nhiều hơn nữa nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.